Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hưng Yên thêm 4 trường hợp chấm dứt cách ly theo dõi giám sát sức khỏe tại các cơ sở y tế. Huyện Tiên Lữ chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Huyện Văn Lâm cần giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư mới Hành Lạc. Cần đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh. Công an thị xã Mỹ Hào khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh đã đi kiểm tra và chúc mừng những trường hợp được chấm dứt cách ly tại Trung tâm Y tế Ân Thi và Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào. Tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, anh Chai Giang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Techco Việt Nam ở khu công nghiệp Phố Nối B, thị xã Mỹ Hào đã được chấm dứt cách ly trở lại công ty làm việc bình thường. Còn tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi là gia đình anh Lý Quang Trang và chị Phạm Thị Lanh cùng con trai 9 tuổi cũng đã được chấm dứt việc cách ly sau khi đã qua thời gian 14 ngày thực hiện giám sát theo dõi theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh chúc mừng và lưu ý những bệnh nhân này sau khi về nhà và nơi làm việc vẫn cần phải hạn chế đi lại, ăn uống và vệ sinh sạch sẽ, nâng cao sức đề kháng. Đây là những người Trung Quốc và Việt Nam dù không đến từ vùng dịch cũng không có biểu hiện sốt, ho, song với tính chất nghiêm trọng của bệnh dịch này nên họ vẫn tuân thủ việc cách ly theo dõi giám sát theo yêu cầu của y tế địa phương. Khi sang Việt Nam, tôi rất tự tin vì tôi không hề đi qua vùng dịch Vũ Hán. Xong đến đây thực hiện việc cách ly, tôi rất cảm ơn sự phục vụ chu đáo tận tình của các y bác sĩ. Hiện tại tôi vẫn rất khỏe mạnh, tôi cảm ơn rất nhiều. Nằm tại đây nó không có một cơn sốt nào cả, kể cả chồng lẫn vợ và con. Bây giờ chúng tôi được về nhà rất là mừng. Tính đến ngày 13 tháng 2, toàn tỉnh không có trường hợp nào dương tính với COVID-19 và chỉ có 4 trường hợp cần được cách ly theo dõi giám sát sức khỏe tại các cơ sở y tế. Đó là 2 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và 2 trường hợp ở Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm. Thị xã Mỹ Hào tập trung nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có người Trung Quốc làm việc. Trước những diễn biến khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thị xã Mỹ Hào đã có nhiều biện pháp tích cực để phòng chống dịch. Mặc dù trên địa bàn thị xã Mỹ Hào chưa có trường hợp nào dương tính với virus nCoV, tuy nhiên tập trung số lượng công nhân ngoại tỉnh và 120 công nhân người Trung Quốc đang lưu trú nên đã chủ động nhiều biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, thị xã Mỹ Hào thành lập 2 đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, banner, tờ rơi, 100% các xã phường trên địa bàn thị xã đã thực hiện việc phun khử trùng tại các công sở trường học, theo dõi tại nhà các trường hợp người Trung Quốc đang ở trọ hoặc thuê tại nhà dân. Đặc biệt, các đoàn kiểm tra cũng tăng cường kiểm tra tại doanh nghiệp, báo cáo tình hình trong ngày tại những doanh nghiệp có người Trung Quốc đang làm việc như công ty Texco, công ty chế phẩm nhựa Gia Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sky. Ngày 12 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng nước rửa tay khử khuẩn phòng dịch COVID-19 cho công nhân trên địa bàn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng trên 600 chai nước rửa tay khử khuẩn cho công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn AOCC Việt Nam, công ty Takagi ở huyện Yên Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Fancy ở huyện Văn Lâm, đồng thời nhắc nhở công đoàn cơ sở công ty phối hợp với chủ doanh nghiệp quan tâm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền để người lao động an tâm sản xuất, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách, góp phần tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 cho công đoàn cơ sở cũng như trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến ngày hôm nay, cả nước đã ghi nhận có 10 ổ dịch cúm gia cầm do chủng virus AH5N6 gây ra tại 5 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Ninh, với tổng số gia cầm phải tiêu hủy trên 43.000 con. Mới nhất là tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 2 ổ dịch cúm gia cầm làm chết và tiêu hủy gần 9.000 con vịt. Theo thống kê của Cục Thú y cho thấy, cúm gia cầm do virus AH5N6 xảy ra nhiều nhất trên đàn gà với tỷ lệ 94%,
trên đàn vịt chiếm 5% và trên đàn ngan là 1%. Trước tình hình trên, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện khẩn về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm. Trên địa bàn tỉnh hiện nay đang chăn nuôi hơn 9 triệu con gia cầm các loại. Mặt khác, hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia cầm diễn ra ở khắp các địa phương. Thực tế hoạt động chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh cho thấy, các hộ chăn nuôi khi nắm bắt tình hình dịch bệnh cúm gia cầm đã nhanh chóng có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo vệ hoạt động chăn nuôi của gia đình mình. Để phòng ngừa cúm gia cầm, trong những năm qua, tỉnh duy trì thực hiện tiêm vaccine phòng cúm gia cầm 2 đợt một năm, ưu tiên hỗ trợ 100% chi phí vaccine cho đàn gia cầm bố mẹ. Chị cũng tùy khuyến cáo đề nghị các hộ chăn nuôi trong địa bàn thực hiện một số biện pháp trọng tâm. Trước hết là thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm, đặc biệt là vaccine cúm gia cầm. Thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi định kỳ từ 1 đến 2 lần trong một tuần. Khi mua con giống về nuôi thì phải mua từ những cơ sở có uy tín, chất lượng. Thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình sức khỏe của đàn gia cầm. Khi nghi ngờ có gia cầm mắc bệnh thì phải cách ly ngay những con ốm và báo ngay cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Người chăn nuôi, người vận chuyển giết mổ gia cầm và sử dụng thực phẩm tươi sống từ gia cầm cần lưu ý, chỉ ăn thịt và các sản phẩm gia cầm đã được kiểm dịch và mua từ các nguồn tin cậy. Thực hiện ăn chín, đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc với gia cầm sống và khi giết mổ gia cầm, không vận chuyển buôn bán, giết mổ, sử dụng gia cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện có gia cầm ốm chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn để xử lý theo quy định. Cùng với đó, người chăn nuôi gia cầm cần tăng cường áp dụng hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững. Hiện nay thời tiết lạnh và mưa ẩm kéo dài là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh phát triển. Trước tình hình đó, huyện Tiên Lữ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Từ ngày 10 tháng 2, trạm thú y huyện đã phát động tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng đến tất cả các xã thị trấn. Huyện đã tiến hành phát 1.200 lít hóa chất khử trùng cho các trang trại. Lực lượng thú y các xã được tham gia lớp tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh để từ đó hướng dẫn các chủ trang trại. Các đoàn thể tại địa phương thực hiện phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh. Các chủ trang trại được hướng dẫn rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi. Khi phát hiện gia súc gia cầm có dấu hiệu dịch bệnh cần báo ngay cho thú y của xã. Trước cái diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên hiện nay thì xã đã chủ động tuyên truyền đến bà con chăn nuôi cái hình thức bảo vệ đàn gia súc gia cầm trên địa bàn mình như phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng các loại vaccine. Do chủ động phòng dịch thì đàn gà nhà tôi là mấy năm gần đây nó phát triển tốt, nó không bị dịch bệnh. Hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Lữ có 47.000 con lợn và gần 1 triệu con gia cầm. Toàn huyện có 50 trang trại lớn và gần 20.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Thời tiết lạnh và ẩm đang là điều kiện thuận lợi để nhiều dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát triển như cúm gia cầm H5N1 và H5N6, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn. Huyện chủ động công tác phòng dịch từ sớm, thực hiện tiêu độc khử trùng đến tận thôn xóm và các hộ chăn nuôi. Công tác phòng dịch tại những ổ dịch cũ và những nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao như xã Nhật Tân, Hải Triều, Ngô Quyền được đẩy mạnh. Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền các biện pháp chăn nuôi an toàn, tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng của khu vực chăn nuôi, khu vực giết mổ và kể cả khu vực của chợ. Tổ chức tập huấn kỹ cho các cái hộ mà có cái khu vực ổ dịch cũ cũng như các cái khu vực mà nguy cơ diễn biến dịch bệnh cao. Chúng tôi khuyến cáo các biện pháp tái đàn theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh sẽ tiến hành tái đàn theo lộ trình. Cùng với đó, mỗi hộ chăn nuôi cần có những biện pháp chủ động để bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đó là cách chăn nuôi an toàn và hiệu quả nhất. Hiện nay giá rau đang ở mức cao so với cùng kỳ. Để kịp thời phục vụ thị trường, những ngày này các vùng trồng rau trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang đẩy mạnh sản xuất. Thành phố Hưng Yên có tổng số 100 hectare diện tích chuyên trồng rau củ quả, tập trung chủ yếu tại xã Trung Nghĩa, phường An Tảo và phường Hiến Nam. Do cung cấp lượng lớn rau củ quả vào dịp Tết Nguyên đán, cộng với thời tiết bất thuận đã làm nhiều diện tích rau của bà con trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị hư hỏng nặng.
Để kịp thời phục vụ thị trường, những ngày này bà con nông dân đang đẩy mạnh sản xuất. Cây bây giờ đang ương rồi, nên thế này rồi. Bây giờ làm đất thì là chuẩn bị nay mai nó bắt đầu xuống rồng. Rồng cà là nói chung là hoa màu các thứ mà để phục vụ cho nhân dân. Sau khi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 9 tấn rau củ quả các loại, hiện công ty cổ phần rau củ quả Việt Nhật đang tập trung nhân lực làm 2 hectare và gieo giống mới tại các diện tích đã thu hoạch. Để sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sau khi làm đất, công ty đã rắc vôi bột khử trùng, đậy ni lông ủ 10 ngày để loại bỏ ấu trùng gây hại trong đất rồi mới tiến hành gieo hạt. Trên vụ hè mà nó cái khí hậu nó khắc nghiệt thì chúng tôi ở trong nhà lưới thì chúng tôi có trồng những cái loại rau nó khó tính. Chúng tôi cũng đã làm những cái giàn nó khỏe, nó thấp, nó giảm được cái lượng gió nhiều nhất. Để cây sinh trưởng, phát triển tốt, Phòng Kinh tế thành phố Hưng Yên ngoài hướng dẫn bà con trồng các cây rau màu theo đúng mùa vụ, sử dụng lưới và ni lông để che đậy những diện tích mới gieo, đồng thời khuyến cáo nông dân sản xuất rau an toàn theo hướng Việt Gáp để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay người dân khu dân cư mới Hành Lạc thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường bởi các đống phế thải công nghiệp do một số hộ dân trong khu dân cư tập kết từ khắp nơi mang về. Điều đáng nói, mặc dù các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã nhiều lần về làm việc nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng trên. Đồng nghĩa với đó là người dân nơi đây vẫn phải hàng ngày hàng giờ phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi phế thải. Trong khu dân cư mới Hành Lạc, rác thải đủ các loại nhưng chủ yếu là rác thải công nghiệp từ các nơi được tập kết về, trải dài trên một số tuyến đường. Rác thải không chỉ gây cản trở giao thông, gây ách tắc hệ thống thoát nước, gây ô nhiễm môi trường mà còn gây ra tình trạng cháy nổ trong khu dân cư. Được biết trước Tết Nguyên đán, trong khu dân cư Hành Lạc đã xảy ra cháy một bãi rác công nghiệp dẫn đến lực lượng chức năng phải huy động 2 xe cứu hỏa và mất hàng giờ mới dập tắt được. Những cái bãi rác thải này thì nói chung là mấy nhà hộ dân đây đã đổ rất nhiều năm rồi. Tình hình ô nhiễm môi trường rất là nguy hiểm cho nên ảnh hưởng đến cả sức khỏe cộng đồng rồi nhân dân ở trong đây rất là ngột ngạt. Rồi là tất cả những cái phế thải, những cái ống tiêm, bao tải những ống tiêm của rác thải của đâu chuyển về đây. Nó ảnh hưởng trực tiếp là đầu tiên là ruồi muỗi này, làm cho đến sinh bệnh tật này. Thứ hai nữa là nó ảnh hưởng nữa là nguyên nhân cháy nổ. Tôi mong cơ quan chức năng phải có những biện pháp mà ngay và luôn để tức là xử lý cho nó triệt để dân chúng tôi đỡ cảm thấy là lo lắng và bức xúc. Trong khu dân cư mới Hành Lạc hiện có 4 hộ thu mua phế liệu chiếm dụng vỉa hè lòng đường để tập kết phế thải. Có nhiều bãi rác là phế thải mà các hộ thu mua không tận thu được đã lưu cữu qua nhiều năm, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mặc dù lãnh đạo thôn Hành Lạc và người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh với các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Mà chúng tôi đã ra làm rất nhiều lần và biên bản chúng tôi cũng đã làm rồi tất cả các thứ nhưng mà vẫn cứ cố tình như thế này thì cũng đề nghị lên bên trên là cố gắng xem có những cái biện pháp như thế nào để cùng với chúng tôi để giải quyết được cho cái môi trường xanh sạch đẹp. Hiện môi trường trong khu dân cư mới Hành Lạc đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thêm vào đó, đây lại là khu vực đang trong quá trình đô thị hóa mạnh. Cho nên, trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền ở Văn Lâm cần có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công mức độ 3-4 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên thực tế thì việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi và đang cần sự chung tay của cả người dân và doanh nghiệp. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 2.060 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Trong đó có 544 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 253 dịch vụ mức độ 4. Một số dịch vụ công trực tuyến còn được thực hiện liên thông từ tỉnh tới trung ương. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến là nhằm giúp các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn, người dân và doanh nghiệp cũng tiết kiệm được thời gian và chi phí khi làm các thủ tục hành chính. Đơn vị mình thì thường xuyên là sử dụng cái dịch vụ công
thì nó rất là thuận tiện cho công việc, tức là mình không phải di chuyển đi lại. Tất cả các hóa đơn chứng từ hoặc là những cái chứng từ liên quan bảo hiểm cũng như là những cái liên quan đến công tác hành chính thì gửi trực tuyến qua cổng điện tử. Cán bộ nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình và thủ tục rất là nhanh gọn. Mặc dù dịch vụ công trực tuyến có rất nhiều thuận lợi, tỉnh cũng rất tích cực chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai. Song thực tế, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiện nay rất hạn chế. Theo thống kê, đến thời điểm này toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 586.000 hồ sơ, nhưng chỉ có trên 900 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4. Rất nhiều dịch vụ công trực tuyến được các ngành địa phương cung cấp nhưng không có phát sinh hồ sơ, nghĩa là người dân, doanh nghiệp không sử dụng các dịch vụ công trực tuyến này, nhất là ở cấp huyện, xã. Nguyên nhân là do một số tổ chức công dân chưa quan tâm đến các dịch vụ này và có tâm lý e ngại, sợ thất lạc hồ sơ khi gửi qua mạng nên thường đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện cung cấp thì đã đạt được 50% dịch vụ công mức độ 3 và 15% dịch vụ công mức độ 4 trong tổng số thủ tục hành chính của huyện. Nhưng khó khăn vướng mắc hiện nay là cái công tác tuyên truyền còn hạn chế, các cái người dân và cá nhân tổ chức biết và sử dụng và lựa chọn sử dụng dịch vụ công còn ít. Muốn làm những cái thủ tục hồ sơ giấy tờ thì thường là chúng em sẽ đến trực tiếp gặp các cán bộ của xã. Dịch vụ công mức 3-4 thì chúng tôi chưa quan tâm lắm vì là ở đây là ở vùng nông thôn nên là công nghệ thông tin ấy còn hạn chế ạ. Để mà sử dụng tốt cái dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là mức độ 3, mức độ 4 trong thời gian tới thì các sở ngành và các địa phương thì cũng cần phải quán triệt cán bộ công chức phải xử lý hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường mạng để tạo ra cái niềm tin cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng. Chúng tôi cũng đang rà soát lại hệ thống để nâng cấp trong thời gian tới làm sao đảm bảo được là số lượng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chúng ta là đạt 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 25% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cần một quá trình liên tục và phải có sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo cũng như trách nhiệm tham gia của các cán bộ công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ông Lê Xuân Thành, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Mai Viên, xã Song Mai, huyện Kim Động, được bà con trong thôn đánh giá là nhiệt tình, gương mẫu và có trách nhiệm đối với các phong trào tại địa phương, nhất là tích cực vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Để có nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi cho bà con trong thôn, năm 2017, nhà văn hóa của thôn được xây dựng và đưa vào sử dụng, tổng kinh phí xây dựng là 1,5 tỷ đồng. Người dân và con em xa quê đóng góp 500 triệu đồng. Để người dân tin tưởng và ủng hộ, thì ông Lê Xuân Thành và gia đình đi đầu đóng góp 50 triệu đồng, xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông, tổ chức nhiều cuộc họp, đến từng hộ dân tuyên truyền. Do đó, ngoài đóng góp theo quy định, nhiều hộ còn ủng hộ 10-20 triệu đồng, như hộ ông Nguyễn Thước, Trần Đăng Tuấn, Lê Hoài Giang, Đinh Xuân Sinh. Cuối năm 2019, ông được bà con nhân dân tin tưởng bầu là bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn Mai Viên. Như Thành được nhân dân chúng tôi tín nhiệm bầu vào với cái số phiếu rất cao do tinh thần đóng góp xây dựng của đồng chí qua nhiều năm công tác và đã đi sát dân, đi sát các đoàn thể để vận động quần chúng nhân dân xây dựng phong trào nông thôn mới thành công tốt đẹp. Cùng với việc làm trên, ông còn vận động trên 30 hộ có diện tích đất nông nghiệp nằm trên 20 nội đồng của thôn hiến với tổng diện tích 8.500 m2 đất làm đường nội đồng, phục vụ bà con sản xuất nông nghiệp, được ông Thành và chi bộ tuyên truyền vận động, người dân sẵn sàng hiến đất. Được các cán bộ bên bí thư chi bộ, trưởng thôn vận động là chúng tôi rất ủng hộ. Mà đến nay thì hai con đường đã được bê tông hóa chạy ra thẳng ra đồng. Chính vì thế là bà con nhân dân đi lao động sản xuất trên đồng ruộng rất là phấn khởi. Những việc làm ý nghĩa của ông Lê Xuân Thành đã được các cấp ủy đảng chính quyền ghi nhận và đánh giá cao, góp phần đưa chi bộ Mai Viên nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc. Sau đây là tin an ninh.
ngày 12 tháng 2 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Vũ, sinh năm 2000, ở thôn Lai Triều, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 2 năm 2020, Công an thị xã Mỹ Hào nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 1993, ở thôn 4, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, về việc chị và một số người bạn bị một tài khoản Facebook mang tên Đỗ Quốc Huy lừa đảo chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận đã lập tài khoản Facebook mang tên Đỗ Quốc Huy, rồi đăng bài tuyển người lắp ráp bút bi tại nhà. Ngày 30 tháng 1 năm 2020, chị Hằng cùng bạn đã liên hệ với Vũ qua mạng xã hội, nhận lắp ráp 20 thùng bút bi và sau đó chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Tuấn Vũ số tiền đặt cọc 20 triệu đồng. Sau khi nhận được 19 triệu đồng, Vũ chặn liên lạc với chị Hằng và không gửi hàng theo thỏa thuận. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.